anh Trần. Ây ui. Thì anh đã bao cả men châu lên á. Men châu lên á. Rộp nạc cái gì? Ê nhà rộp nạc cái nè. Năm mấy nữa hả? Chạy hay nó coi chăm mà ăn xua nó cấm. Hốc mùi mùi nó tên đi. Tên bị đi. Tùm trăm tên.
Ai nhắm mày nữa. Hả? Kẹt khâu nào cái nữa. Khâu tắn á. Nào đâu chơi nè. Hả? Mớ, đâu chơi ai tìm mớ. Mớ xíu. Tóc ai đuôi dài. Tóc chơi anh chơi đầy. Tóc chơi mới tiệt. Tóc chọ sạn. Sạn mạch đây nó đu tật chạy lên rồi nghiêm rồi chê búng sức.